Thánh Khư tập 10 Lúc bây giờ Sở Phong cảm thấy bây giờ nên kiềm tốn một chút. Nếu nói hắn giết chết 18 dị nhân, sẽ rất thảm đấy. Thời thấy lúc này nên yên tĩnh ẩn núp mới đã khôn ngoan. Khi nào mạnh hơn thì hãy khỏe khoảng bốn phía. Đồng thời hắn cũng không định dùng năng lực có thể đánh bại dị nhân để thu hút lầm đặc y, vãn hồi đã điều gì cả. Thích thì chính là thích, không thích thì chính là không thích thôi. Cũng chẳng liên quan gì đến sự cương đại, thần phận và địa vị có lẽ hắn đã quá lý tưởng hóa mọi chuyện nhưng đây chính là thứ hắn theo đuổi lúc này cũng là quan niệm của hắn không muốn dùng sự mạnh lên của bản thân để đổi lấy bất cứ thứ gì có người như vậy sao lâm đặng y nhẹ gật đầu sang này chính người đó đã phản đối anh lên xe nhờ thế mà anh mới tránh được một kiếp đấy sở phòng cảm thán nói lúc này điện thoại của lâm đặng y lại vang lên lam mục đang gọi điện thoại tìm cô cô nhấn nút nghe máy bên kia truyền đến một giọng nam trẻ tuổi tương đối dễ nghe, nhưng bây giờ lại có vẻ hơi trịnh trọng. Nặc y, có lẽ chúng ta nên đối mặt với bồ đề cơ nhân sớm hơn một chút. Y nói cho Lâm Nặc y biết, sáng nay, Kim Cương đã ra tay đánh đén, diệt sạch một lực lượng quan trọng trong tay của y. Sau khi 18 dị nhân uống thuốc xong, vẫn chết trận như cũ. Tôi biết rồi, Lâm Nặc y cúp máy. Cô nhẹ nhàng gõ mặt bàn, lộ ra vẻ suy tư. Sau khi yên tĩnh lại, Cương mặt mỹ lệ lại càng động lòng người. Làm sao vậy? Có chuyện gì khó xử sao? Sở Phong lại hỏi. Một người đứng đầu dị nhân tên là Kim Cương đã tập sát 18 dị nhân của sinh vật thiên thần. Cũng ngay lúc xe chở anh bị tập sát trên đường. Đúng thật là trùng hợp. Lâm Nặng Y mỉm cười đáp. Đôi mắt xinh đẹp của cô sáng lên, sau đó ngẩng đầu nhìn Sở Phong mà hỏi. Anh nói cho em biết đi, có phải người sau lưng anh đã giết chết 18 dị nhân kia không? Em sẽ không trách người đó đâu. Kim Cương à, qua nhìn này quá sức rồi. Sợ Phong nói, đây thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn nói tiếp, người giúp anh không ra tay, vẫn luôn đi theo anh, cho đến khi đưa anh đến huyện thành, đi ngang qua nơi đó mới nhìn thấy một chiếc xe nổ tung, xác định có người muốn hại anh, nhưng người đó không tham gia vào chuyện này. Anh cảm thấy 18 tám dị nhân đó vốn có ác ý với mình, nhưng rất không may, bọn họ lại gặp phải Kim Cương. Sợ Phong cũng không nhiều lời nói như vậy là đủ rồi. Bây giờ có thể tránh được vòng xoáy thì tránh. Hắn sống chết mặc bay, muốn cái đám người kia đi tìm Kim Cương trả thù. Kim Cương, không phải tôi có lỗi với anh, là đám người kia đáng chết nhá. Nhưng nói thật, tôi phải cảm ơn anh đấy. Sợ Phong nói thầm trong lòng. Lâm nặng y nhìn hắn, cũng không nhắc lại chuyện này. Cô không có ý định truy cứu đến cùng. Anh muốn ăn cái gì? Cô mỉm cười, chính giữa đôi môi đỏ là hàm răng lóng lánh người cô vốn không hay cười, nhưng lúc này lại tuyệt mỹ phong tình, vô cùng động lòng người. Nhưng một câu tùy ý của sở phong đã phá hủy ý cảnh. Hắn là lớn, ông chủ, trường cho tôi 20 cân thịt bò. Chính giữa trán của Lâm lạc Y hiện ra hắc tuyến, cảm thấy cũng phải đây không phải là nhà hàng cao cấp, đồng thời cũng không có người bên cạnh, nếu không sẽ rất mất mặt đấy. Anh là quỷ chết đói à? Cô giận dữ, nhưng cuối cùng lại không nhịn được cười. Em không biết đâu, gần đây anh đặc biệt thích ăn thịt bò, nhưng lại không ăn được. Bây giờ anh thèm đến sắp chết rồi. Vừa kỵ đến là lại chảy nước miếng đấy. Sở phong kiềm túc nói. Lâm Đặng y phi cười. Được rồi, được rồi. Nếu anh thích ăn thịt ngon, em sẽ gọi cho anh mỗi loại một bàn. Đủ để cho anh ăn đấy. Không cần đâu, anh chỉ muốn ăn thịt bò thôi. Sở phong từ chối thẳng thắn. Nhìn biểu hiện kiềm chỉnh của hắn, Lâm Đặng Y không nhịn được cười người này vẫn luôn thoải mái luôn tùy ý như vậy trước giờ chưa từng làm ra vẻ cao nhã bao giờ nhưng lần này cậu đã hiểu lầm sở phong rồi thật sự là hắn rất muốn ăn thịt bò mấy ngày qua từ lúc trong nhà xuất hiện một con ngưu ma vương thịt bò lập tức chia thành với hắn thịt bò tái thịt bò kho tương thịt bò cà ri thịt bò than vàng đương nhiên còn có thịt bò bít tết nói chung là cả một bàn đầy thịt bò nếu còn nghe vàng ở đây không lật bàn là không được đây chính là khiêu khích trắng trợn. Cả một bàn thức ăn không giống nhau. Quan trọng đều là thịt bò làm nguyên liệu chính. Cách nấu nướng rất đa dạng. Cho dù là canh cũng là canh thịt bò Tây Hồ. Thậm chí cuối cùng còn đưa cho sở phòng 20 xin thịt bò Tân Cương. Nhìn thấy một bàn đồ ăn, sở phòng khó tránh khỏi có chút trột giả. Nếu hắn ăn hết, về đến nhà, có khi nào con hàng kia ngửi ra được hương vị hay không? Nếu như để cho nó biết, không liều mạng với hắn là không được rồi. Nhưng sau khi ăn, hắn lập tức mặc kệ hết thảy, luôn miệng khen ngon. Cảm ơn vị đầu bếp nào đã hào tổn tâm trí, dùng thịt bò làm cho một bàn đồ ăn phong phú như vậy. Vừa ăn cơm, hai người vừa nhẹ giọng trò chuyện. Nói đến một số việc, ví dụ như bạn học. Vì là bạn học chung, bọn họ có rất nhiều lời để nói. Nhưng dính dáng đến chuyện cũ của hai người, cả hai đều tự động dừng lại. Sở phong cảm nhận được Lâm Nặng Y hoàn toàn cố ý né tránh chuyện này. Khi nói chuyện, cô vẫn bình thản như cũ. Hắn sống rất lạc quan, nhưng không có nghĩa là mặt dày may dạn, cũng không muốn thử bất cứ điều gì. Dùng thái độ bình thản trò chuyện với cô, cả hai đều có thể tránh được chuyện xấu hổ có khả năng xuất hiện. Nói chuyện lâu thật lâu, từ đại học đến hiện tại và kịch biến kinh tiên động địa gần đây. Sở phong hơi cảm khái, khắp nơi xuất hiện dị tượng, ngày nào cũng thay đổi, nhất là khoảng thời gian gần đây. Tuy không dài lắm, nhưng lại lật đổ cuộc sống rất nhiều năm của hắn. Lâm Đặng Y nghe xong có chút áy náy. Cô nói thẳng, cô đã dự cảm được thế giới này sẽ phát sinh dị biến, nhưng không nghĩ sẽ lại kịch liệt như vậy. Bởi vì đây là thời đại hậu văn minh, trong năm tháng dài đằng đẵng này đã từng xảy ra những biến hóa thần bí, ảnh hưởng rất sâu rất lớn. Đối với người thường mà nói thì rất khó lý giải được. Nhưng sinh vật thiên thần biết cũng từng tiếp xúc qua trần tướng. Tuy nhiên, điều này dường như dính đến một số cấm kỵ. Lâm Nạc Y cũng có chỗ cố kỵ, cô ám chỉ cho sở phong biết một số việc, nhưng không cách nào tiết lộ hoàn toàn ra ngoài. Khi cô kể một số chuyện cũ, sở phong luôn chú ý lắng nghe, chăm chú suy nghĩ. Cuối cùng Lâm Nạc Y hỏi sở phong, phải chăng hắn muốn rời khỏi nơi này để đến nơi khác, ví dụ như thành thị lớn phía Bắc, bởi vì núi Thái Hành Sơn sắp không bình yên, sẽ có ngày có rất nhiều dị nhân chạy đến nói chuyện thật lâu thật lâu, từ đại học đến hiện tại và kịch biến kinh thiên động địa gần đây. Sở phong cảm khái, khắp nơi đều xuất hiện dị tượng, ngày nào cũng thay đổi, nhất là khoảng thời gian gần đây, tuy không dài lắm, nhưng lật đổ cuộc sống rất nhiều năm của hắn. Cuối cùng, Lâm Đặng Y hỏi sở phong, phải chăng muốn rời khỏi nơi này đến một nơi khác không, ví dụ như thành thị lớn phía Bắc, bởi vì núi thái hành sơn sắp không bình yên, sẽ có ngày có rất nhiều dị nhân chạy đến. Có lẽ sẽ như vậy, một thời gian nữa có thể anh sẽ đi. Sở Phong nói thẳng ra, hắn đã sớm đọc được những tin tức vô thiên cái địa trên Internet. Hắn nghiêm túc nhắc nhở Lâm Đặc Y, nhất định phải cẩn thận, bảo vệ bản thân thật tốt. Sự giao diện nhân đến đối thái Hạnh Sơn cũng quá đông, ngay cả Kim Cương cũng đích thần đến, khẳng định không thể thiếu đại chiến. Lâm Đặc Y gật đầu, biểu hiện đã biết, sẽ chú ý an toàn của mình. Đồng thời cô cũng uyển chuyển biểu đạt, muốn đưa sở phong lập tức rời đi. Sở dĩ gặp nhau chính là vì cô muốn đưa tiễn hắn. Hiện tại cô biết có một đại cao thủ đứng sau lưng sở phong, có thể sẽ đem hắn đi, cô cũng không kiên trì nữa. Anh biết núi thái hành sơn rất nguy hiểm, sẽ không chủ động đi trêu chọc đám dị nhân đó đâu. Sở phong cười mà nói, không chỉ như vậy. Lâm Đặng Y lắc đầu, cô nghĩ đến một số việc, hơi suy nghĩ một chút, cẩn thận tìm tường cữ, nói cho sở phong biết một số trần tướng. Bọn em cảm nhận được một số tình huống rất khác thường sau đó, lời nói của Lâm Lạc Y khiến sở phong giật mình. Rất nhiều giá thú, mãnh cầm đang biến hóa, càng lúc càng thông minh hơn, giống như mở hết công cùng xiềng xích của thế giới phủ bụi. Trí tuệ của bọn chúng ngày càng gần giống với nhân loại rồi. Lâm Lạc Y lại nói tiếp. Sở phong tin tưởng lời nói của cô. Dù sao sinh vật thiên thần cũng là một quái vật khổng lồ, nắm giữ rất nhiều tài nguyên, hiểu rõ rất nhiều chuyện mà người bình thường không cách nào chạm đến được gần đây dị nhân xuất hiện, khắp nơi đều là âm thanh bàn luận của bọn họ. Nhưng có được bao nhiêu người chú ý đến động vật dị biến chứ? Bọn chúng rất yên tĩnh, tuyệt đại đa số đều đang ngủ đông, đều im lặng. Sợ phong nghe xong trong lòng chấn động. Lâm nặng y dùng từ yên tĩnh, im lặng để diễn tả, đặt những động vật kia lên một cấp độ rất cao. Sợ phong nghĩ không biết một đám sinh vật có trí tuệ gần với nhân loại đang suy nghĩ chuyện gì. Bọn em bắt được một số con, đều rất mạnh, thông minh một cách không bình thường, tuyệt đối không thua gì con người, thậm chí còn lợi hại hơn, năng lực học tập bắt chước của bọn chúng rất mạnh. Khi Lâm Đặc Y nói đến những câu này, biểu hiện hơi ngừng trọng. Xảy ra chuyện lớn rồi. Sợ phòng buồn đũa, trong lòng cảm thấy không được bình ổn. Hắn nghĩ đến rất nhiều chuyện, dùng đồng con tay gõ gõ mặt bàn, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Em dám khẳng định, xã thú mãnh cầm dị biến còn nhiều hơn cả dị nhân. Lâm nặng y lại nói, Lâm Lạc Y nói như thế lại càng khiến cho sở phong chấn động nhiều hơn. Đây chính là sự thật. Dù sao giá thú mãnh cầm phần lớn đều sinh sống đời hoàng giã, cách những loại cỏ cây kỳ lạ kia là gần nhất. Sau khi các loại trái cây thần bí xuất hiện, đám giả thú càng dễ dàng đoạt được hơn so với người thường. Tại sao anh lại có cảm giác tương lai sẽ rất kinh khủng nhỉ? Sở phong nói, cho nên anh phải lựa chọn đến những thành phố lớn. Lâm Lạc Y cũng nói, Sở Phong vẫn nghi hoặc. Gần đây quốc gia ngoại trừ trấn an dân chúng, những việc còn lại đều im lặng. Chẳng lẽ bọn họ cũng đang lo lắng chuyện gì sao? Lâm Đặng Y nói thẳng, từ sau thời đại văn minh đến nay, trong khoảng thời gian này, những chuyện thần bí xảy ra, tin rằng quốc gia cũng biết nội tình, nhưng lại không cách nào công bố. Quốc gia vẫn luôn bảo vệ dân chúng, có lẽ lập tức sẽ có động tác thôi. Em nghĩ khi đó ảnh hưởng sẽ rất lớn đấy. Lâm Đặng Y đưa ra phán đoán. Hai người nói chuyện với nhau rất lâu, thời gian cho bữa cơm trưa tiếp tục kéo dài rất lâu. Đúng rồi, em cảm thấy không tiện bàn giao với chú út của mình. Với lại có người yêu cầu bảo lãnh hứa uyển thanh, em cứ trực tiếp giao ra. Sở phong đột nhiên nhắc đến đề tài này. Hứa uyển thanh im lặng, cứ như vậy mà nhìn sở phong. Đừng có mà nhìn anh, bởi vì anh biết rõ vị dị nhân giúp mình. Tính tình của người đó không được tốt cho lắm. Anh nghĩ bây giờ người đó đang định báo thù cho anh bản thân cô gái kia xảy ra chuyện trong tay em đây không phải là làm khó em sao sợ phong nói đồng thời bổ sung thêm một câu cô ta có đường xem là bạn của em không cô ta nói với bên ngoài cô ta là bạn thân của em đấy lâm đặc y đáp lời đồng thời cũng nói thẳng hứa uyển thanh có quan hệ thân thiết với một người tên là mục hiểu rồi cuối cùng khi đứng dậy chào tạm biệt lâm đặc y bình tĩnh bước đến bên cạnh hắn ngoài ý muốn ôm hắn một cái có thể nói đây là động tác thần mật nhất của hai người từ trước cho đến nay. Anh nói em thiếu anh một cái ôm, hôm nay muốn bù đắp cho anh rồi sao? Sở phong nhẹ nhàng thở ra, hắn biết điều này có ý nghĩa là gì? Ở với anh, em cảm thấy rất nhẹ nhàng. Mặc dù đã tiếp xúc một khoảng thời gian, nhưng em đối với anh hoàn toàn không có cảm giác kia. Lâm nặng y bình tĩnh đáp. Sáng người của cô cao gầy, mái tóc dài bóng loáng, gương mặt trắng bút, ánh mắt có thần, mặc dù khí chất hơi lạnh nhưng đôi môi đỏ trắng eo thon chân dài hết thảy đều khiến cho cô có cảm giác rất diễm lệ bù đắp cho anh sau đó lại nhắc đến chuyện cũ em thật đúng là sợ anh suy nghĩ nhiều sao sợ phong lắc đầu hơi bất mãn bởi vì lâm đặc y đã từng nói với hắn những lời đó lâm đặc y cột tóc sau đó dùng hắn sóng vai đi ra khỏi nhà hàng nói tiếp để em đưa anh về không cần đâu anh biết em còn nhiều việc Núi Thanh Hành Sơn sắp phát sinh chuyện lớn, em hãy đi giải quyết đi, tùy tiện tìm giúp anh một chiếc xe là được rồi. Sở Phong nói, được thôi. Lâm đặc Y gật đầu, có thể nhìn thấy cô có rất nhiều chuyện cần làm, bởi vì sắp đến rất có thể, sinh vật thiên thần sẽ khai chiến với bồ đề cơ nhân. Một chiếc xe con màu xám bạc lái đến, hai dị nhân đích thân hộ tống Sở Phong trở về. Sau khi đến cổng nhà hắn, Sở Phong xuống xe, vẫy tay với hai người kia, biểu hiện lòng biết ơn sau đó chiếc xe nhanh chóng rời đi. Trên người của mình có mùi thịt bò không nhỉ? Hắn hởi hởi cảm thấy không có, nhưng vẫn có chút không yên lòng. Rừng xử lý chuyện chính đã. Hắn không bước vào sân, trực tiếp đi đến khu rừng. Trên đường đi còn móc ra một vũ khí nóng đường kính lớn. Gần đây, hắn trước sau hai lần đối mặt với vũ khí nóng vây công, thu được rất nhiều. Buổi chiều, sở phong phân luyện súng trong núi sâu, không ngừng bắn đạn ra, càng về cuối mục tiêu xả kích càng chuẩn xác. Sau khi tiến hành luyện tập phương pháp hô hấp đặc biệt, các phương diện trên cơ thể của hắn đều tăng lên, cộng thêm luyện tập đại lực ngưng ma quyền, bây giờ thể chất vô cùng kinh khủng. Sau khi không ngừng luyện tập bắn súng, dựa vào thị giác và cảm giác đáng sợ của hắn, hắn hầu như đã trở thành một tay súng xuất sắc nhất. Sợ phong trên đường, khi sắc trở đen xuống, hắn đã đến huyện thành một lần nữa. Hắn đứng từ rất xa, nhìn trụ sở của sinh vật thiên thần, lặng lặng quan sát. Đám người của sinh vật thiên thần đứng khá phân tán, dường như sợ bị người ta dùng súng oanh sát. Nhưng bọn họ chỉ đã cân nhắc cẩn thận mà thôi. Bọn họ cho rằng bồ đề cơ nhân không đến mức phát rổ, dám vận dụng vũ khí hạng nặng trong khu vực dân cư này, đặc biệt như huyện thành. Ban ngày sinh vật thiên thần và bồ đề cơ nhân đã phát sinh xung độc hai ba lần. Đêm nay hiển nhiên là không quá yên tĩnh rồi đêm đã khuya lắm người của hai con quái vật khổng lồ quả nhiên đã giao thủ lần nữa Sợ phong lặng lặng đứng nhìn cho nên khi hỗn loạn nhất hắn bắt đầu che giấu tung tích tiến về gần nhưng vẫn đứng đủ xa bởi vì thị giác của hắn quá nhạy cảm gấp nhiều lần so với người khác khi trò chuyện với lâm Đặc y hắn biết ra rõ tình huống thậm chí còn thông qua tấm ảnh chụp hứa uyển thanh tìm kiếm chỗ này thật lâu. hắn rốt cuộc phát hiện quan nhân hứa uyển thanh đã được thả ra là một bảo lãnh cho cô ta ra sao? Sở phong đứng từ xa nhìn đến, cô gái kia quả là dị nhân, thực lực không yếu. Lúc này hắn cực kỳ lãnh khốc, cách một tiếng bóp cỏ súng, vèo, một đóa hoa máu bắn ra cùng với tiếng kêu thảm sợ hãi. Sở phong cũng không quay đầu lại, thừa dịp đêm tối khi hai bên giao thủ, hắn hoàn toàn biến mất. Đêm tối thâm trầm, mây mù che đậy bầu trời. Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy những tiếng giã thú rít gào xa xa có những cánh chim đen ngòm ở trong núi xương cánh mà bay lên. Ở trong bóng đêm mịt mù còn có những bóng người di chuyển với tốc độ cực nhanh. Sợ phong gần đầu, hắn cảm giác được những động vật này đang xào động bất an. Hắn tin rằng có chuyện gì đó đang lặng lẽ xảy ra. Chẳng qua là lúc này, thứ đó vẫn đang im lìm hành động nên hắn không biết. Tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra đây, không ai có thể nói rõ. Thế nhưng hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý cũng không e ngại những nguy cơ có khả năng xảy ra quãng đường đi hơn trăm mét trên đường hắn đi qua rất nhiều ngọn núi lớn nếu duy là người bình thường một mình đi trên con đường này chắc chắn sẽ sinh ra một loại cảm giác đè nén của sợ hãi chẳng qua sở phong không sợ hắn bình tĩnh lại thong xong bước đi ở bên trong núi rừng dày đặc tốc độ lại cực kỳ nhanh sau đó không lâu tầng vây trên không trung bắt đầu tàn ra trên vòng trời cao có ánh sáng dịu nhẹ vườn xuống, xua tan đi bóng đêm. Những con mạnh thú không tiếp tục dao động, không khí xung quanh cũng không còn nặng nề, đến độ khiến cho người ta cảm thấy đe đén, ngột ngạt thêm nữa. Sau trời tỏa sáng trên cao, nhìn như những viên ngọc trài trắng nõn, dạng người rực rỡ, ảm đạm ở bên trong màn trời đêm bao la. Cũng đã trải qua thời gian dài như vậy rồi, không biết hoàng ngưu có người trong bùi gì không đây. Sở phong tới gần Trấn Thanh Dương mắt thấy đã sắp về đến nhà. Hắn quyết định sẽ hối lộ cho Hoàng Hương một chút. Ông chủ, cho tôi 150 chiên thịt bò. Vừa vào trong trấn, sở phong đập tức tìa thấy cửa hàng thịt nướng. Hắn nhanh chân đi tới. Ở đây không có thịt bò, chỉ có thịt dê thôi. Chàng thanh niên trẻ tuổi nhìn hắn, cảm thấy lạ lạ. Từ trước tới nay, cậu ta chưa từng bán thịt bò. Đây, đợi tới quấy rối chắc. Là tôi gọi sai, tôi muốn gọi thịt dê, cho tôi 150 chiên. Sở phong trột dạ nhìn về phía đông của thị trấn. Đó là phương hướng nhà của hắn. Không cần tiền, chỉ cần lương thực thôi. Chàng trai bán thịt xiên rất kiên quyết nói. Bởi vì hiện tại khắp nơi đều xuất hiện dị tượng. Đường đi cũng chưa được khai thông. Mọi người càng ngày càng chú ý tới thực vật. Đối với tiền tài bây giờ lại không có coi trọng nữa. Tuy rằng hai chúng ta không mấy thần thiết, nhưng cũng còn như có chút quen biết. Cậu cứ đưa cho tôi trước đi. Ngày mai tôi sẽ bảo người đưa đường thực tới cho cậu. Sở phòng nói Chàng trai bán thịt xiên ngược lại cũng thoải mái Bởi vì đều sống trong cùng một thị trấn Cho nên cậu ta cũng không lo lắng hắn quỵt nợ Hơn được cậu ta cũng có chút hiểu biết Đối với sở phong Cái này đã đồng lạnh bao lâu rồi Còn ăn được không đây Sở phong nhỏ giọng hỏi Chàng trai bán thịt xiên có chút chột dạ Lại nói ăn vào sẽ không có chuyện gì đâu Không có chuyện là được rồi Sở phong phụ vỗ bả vai của cậu ta Một bộ rất thoải mái Sáng vẻ rộng rãi, dường như vốn dĩ hắn cũng không sợ ăn phải cái này có thể gây đau bụng. Cuối cùng, hai túi lớn đầy xiên thịt ra lò, bên trên còn rắc chút thì đà và hạt tiêu các loại, người mùi cũng thơm nức cả mũi. Đừng có mà ăn nhiều, nếu như cuối cùng thật sự ăn tới đau bụng, tôi cũng không liên quan đâu đấy. Chàng trai bán thịt xiên có chút lo lắng nói, yên tâm đi, không sao đâu, cái bụng này của tôi tốt lắm đấy, vô cùng mạnh. Sở phong dừng dừng như không, vừa nhìn về phía tủ lạnh ở sau lưng cậu ta, vừa nói, lấy cho tôi thêm mấy chai rượu đặng. Được rồi. Cuối cùng sở phong xách theo hai túi lớn thịt riêng nướng. Trước khi vào trong nhà, còn uống rất nhiều rượu, đồ rượu đầy miệng. Chủ yếu là do hắn sợ mũi trầu quá thính sẽ ngửi ra cái gì đó. Hoàng Ngưu, mày xem này, ta mang về cho mày cái gì này. Vừa vào trong sân sở phong liền hô to. Hoàng Ngưu thỉnh linh xuất hiện, nghi ngờ nhìn hắn. Nó luôn cảm thấy cái tên này đột nhiên không có chuyện gì lại đi lấy lòng nó chắc chắn là có việc. Sau đó, nó lại nhìn thấy trong tay sở phòng sách theo hai túi đầy xiên thịt, lập tức xem thường ngành đâu, lộ ra vẻ khinh bỉ ghét bỏ. Mày, đây là có ý gì? Tào tốt bụng mang thức ăn về cho mày. Mày lại ở đây, hết không vui lại không cam lòng, còn dám tỏ vẻ khinh bỉ tào chắc. Sở phong trừng mắt nhìn nó. Hoàng Hương nghe thấy vậy, lập tức căm giận, khăng chữ lên trên đất, chất vấn sở phong. Người đi gặp nữ thần, còn ăn một bữa tiệc lớn kiểu Pháp, mang về cho ta lại là cái gì nhỉ? Đồ ăn giá rẻ ở quán thịt xiên vỉa hè. Đây là muốn lừa gạt ngé ta sao? Tiếp đó, lỗ mũi của Hoàng Cừu bắt đầu bốc ra khói trắng. Sở phong cũng cảm thấy mình đối lý, không khỏi oán thầm. Cái con ngé con này càng ngày càng không dễ lừa rồi. Kể từ sau khi nó được lên mạng chơi đùa thì chuyện gì cũng biết. Thế nhưng lúc này đây, hắn lại chỉ có thể mạnh miệng. Hắn nói năng hùng hồn, như thể mình không làm gì sai mày thì biết cái gì chứ? Đồ ăn ngon chân chính chính là những món ăn ở nơi dân dã này đấy. Những cái chỗ cào sàng kia, tất cả chỉ là nơi hút máu đốt tiền mà thôi. Đi ăn đúng là chịu tội, chẳng ngon tẹo nào. Không tin thì mày nếm thử cái này xem. Vừa nói, hắn vừa cầu nguyện, ăn cái này vào, tuyệt đối đừng có bị đau bụng. Sau đó cắn răng một cái, nhắm mắt lại, đứng yên tại chỗ mà gặm thịt xiên, lại còn la hét, thực sự là món ăn ngon nhất trên thế giới này mà. Hoàng Ngưu tỏ ra nghi ngờ, nhìn thấy sáng vẻ hắn cực kỳ hưởng thụ, lập tức cũng có chút động tâm. Hơn nữa nó quả thật ngửi thấy được một mùi thơm nước mũi. Cuối cùng nó không nhịn được mê hoặc đi đến gần, dùng hai chân cầm lên một xiên thịt, nhanh chóng cắn nuốt thịt trên que. Vừa nuốt vào bụng xong, lập tức mở to hai mắt, kêu o một tiếng rõ to, dường như cũng rất cảm thụ đấy. Sở phòng thấy thế sợ hết hồn, vô cùng cảnh giác, bắt đầu khẩn trương đề phòng. Đều là của ta. Hoàng ngưu khắc xuống chỗ đất trước mặt vài chữ như vậy. Sau đó mạnh mẽ đẩy sở phòng qua một bên, nhanh chóng xông đến bắt đầu độc chiếm đồ ăn ngon. Cái còn nghe thối này nữa, mày cũng thật là quá không nghĩa khí. Sở phong của trách nói, bò bò bò. Hoàng ngưu kêu thêm vài tiếng, dương dương tự tắc, đứng trên đất gặm thịt xiên, ăn tới mức mồm miệng đầy dầu mỡ. Trên thực tế, thịt xiên nướng này mùi vị thật sự không tệ. Anh chàng kia tay nghề cũng rất cao, nếu như không phải hắn sợ là đồ ăn đã để quá lâu trong tủ lạnh rồi, lo lắng ăn xong sẽ bị đau bụng, thì sợ phóng chắc chắn sẽ cùng Hoàng Ngưu cướp lấy vài viên để ăn. Sau khi đã hiểu rõ nội tình, hắn thật sự không dám đặt mình vào nguy hiểm, cho nên hắn tự giác đem tất cả thịt xiên vừa mua đưa cho Hoàng Ngưu, cũng vỗ vỗ bả vai của nó nói, mày xem này, chẳng phải tao để lại hết cho mày à? Hoàng Ngưu duỗi cái móng trước ra, lắc lắc, ở nơi đó nhìn hắn khinh bỉ Mày đúng là một con ghé không có lương tâm mà. Sở phong nhìn con ghé đang ngập đầy thịt trong miệng. Hoàng Ngưu lại nhìn chai rượu trong tay của hắn, đưa móng ra, muốn hắn đưa cho nó một bình. Chỉ là nó với hớp có một hớp, liền phi một tiếng, phun hết tất cả toàn bộ rượu ra ngoài. Nó trừng mắt, đây là thứ rượu quái quỷ gì vậy? Mày thì biết cái gì, đây là loại rượu ngon nhất hiện nay, bán rất đắt hàng đấy. Sở phong nói, Hoàng Ngưu nhếch miệng, nó thế mà cũng biết rượu vang và rượu sầm bành đỏ đấy. Nó cười nhạo loại rượu sở phong mua. Đây chẳng qua là loại rượu có giá thấp nhất. Trán của sở phong đầy vạch đen, lại nói, lát nữa tao sẽ tịch thu bộ đam của mày. Hắn lén nói thầm, cái con nghe chết tiệt này, thông qua bộ đam, cách gì cũng bó ra. Sau này, làm sao còn có cách nào lừa gạt nó nữa. Cuối cùng Hoàng Ngưu ăn hơn 100 xiên thịt dê mới ngừng lại. Rất hài lòng nằm ngã chỏng vó lên trời nó nằm ở trên ghế mây trong sân ngựa đông nhìn lên bầu trời một bộ dạng rất vui vẻ thích ý hoàng ngưu đến đây uống hai viên thuốc đi sợ phong đi tới hoàng ngưu quay đầu lại nhìn về phía hắn tỏ vẻ không hiểu ánh mắt lộ ra nghi hoặc đây là thuốc tiêu chảy và thuốc kiết lỵ uống xong có tác dụng ngay đấy uống trước đi coi như đề phòng một chút sợ phong trột dạ nói có ý gì đây đây là chuyện gì cơ chứ hoàng ngưu trở mình một cái ngồi dậy nó trừng đôi mắt trâu của mình lên, chặt chẽ nhìn sở phong. Thuốc này tốt cho sức khỏe, uống vào cũng tốt cho cơ thể. Sở phong nói khoác không biết ngượng. Bò! Hoàng ngưu cũng không ngốc, hơi một chút suy nghĩ cũng lập tức nổi giận. Quả nhiên là hàng quán vỉa hè, ăn xong thịt xiên lại còn phải lập tức uống thuốc. Thực sự là tiền nào của đấy, đây chính là đang bắt nạt trâu ta mà. Nó nhào về phía trước quyết tâm liều mạng với sở phong. Sân nhà lập tức náo loạn thành một đoàn cũng không biết qua bao lâu mới chịu dừng lại. Hoàng Ngưu thở phi pho, chạy trở về phòng của mình. Sở phong thì lại nhà rằng nhếch miệng. Hắn đã trúng vài lần bóng trâu. May mà, thể chất của hắn bây giờ siêu cường. Nếu không, có lẽ còn không thể đứng lên được. Hắn đi vào trong phòng tắm mở nước nóng trả tắm. Ngày hôm nay, không ngừng buôn ba khắp nơi, qua lại từ thị trấn tới trấn Thanh Dương. Vừa rồi lại cùng Hoàng Ngưu chiến một hồi. Hắn thật có chút mệt rồi. Lúc sở phong đi vào phòng, đã hơi mơ mơ màng màng, đèn cũng không thèm bật, cứ thế trực tiếp ngã xuống giường, đầu vừa chạm giường liên ngủ. Có gì đó không đúng. Đột nhiên hắn bật dậy, cơn buồn ngủ biến mất, sao giường lại đột nhiên mềm mại như vậy. Cùng lúc đó, trên giường đột nhiên có tiếng rên nhỏ, như là có người bị va đập mạnh nên kêu lên đau đớn. Xoẹt! Lồng tóc của sở phòng dựng đứng, trên giường có người. Hắn phém một cái nhảy ra xa, sau đó lại nhanh chóng bật đèn lên. Cái tình huống gì đây? hắn trợn mắt há mồm trên giường quả nhiên có người hơn nữa còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp có vẻ như đã bị hắn va đập vào cho nên tỉnh ngủ đôi lông mày hơi nhíu lại có chút mê man mở mắt ra cô là ai nửa đêm nửa hôm canh ba mò vào đây cô muốn làm gì tôi đây là giọng nói của sở phong lời lẽ vô cùng chính nghĩa hắn vừa mở miệng lên chất vấn bởi vì hắn cũng có chút không tìm được manh mối cố gắng lớn tiếng nói để dọa người Hắn thật sự là không muốn nghe thấy tiếng rít gào la lớn của một người phụ nữ, đặc biệt là một mỹ nhân, lại còn la ở trong phòng của hắn. Lúc hắn quan sát tỉ mỉ người kia, trái tim sở phòng cũng hơi hồi hộp. Cô gái này thật sự quá xinh, toàn thân áo trắng quần trắng, mái tóc chỉnh tề gọn gàng, xóa ra, lấp đó bên dưới là chiếc cổ trắng như tuyết, khuôn mặt ngọt ngào, trẻ trung, nhìn qua còn rất thoải mái và thích ý. Cô gái đã tỉnh hẳn rồi, phương nhìn liền biết không phải là người thường, các phải chuyện như vậy mà còn rất bình tĩnh. Còn người Mỹ Lệ vô cùng có thân. Cô gái quan sát tỉ mỉ tất cả mọi thứ bên trong gian phòng. Sau đó rất nhanh, vẻ mặt thoải mái hẳn lên. Cô gái cảm thấy sau đầu có chút đau, thoáng nhíu mày, nhẹ nhàng xoa xoa gáy. Sau một lát mới hỏi sở phong, là anh đánh tôi ngất, sợ nó mang đến nơi này sao? Làm gì có chuyện đó? Tôi nếu như suy nghĩ thế, thì cô còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại nào, mà như bây giờ sao? Sở Phong một mực phủ nhận. Đây đúng là một chuyện oan ức không thể nào chấp nhận được. Vậy tại sao anh lại ở đây? Cô gái trẻ hỏi. Tuy rằng nhìn qua cô có vẻ rất bình tĩnh. Nhưng thật ra kể từ sau khi tỉnh lại, vẫn còn có chút khẩn trương. Cô còn âm thầm kiểm tra thân thể của mình một lượt. Tôi còn đang muốn hỏi đây. Cô vào đây từ lúc nào? Tại sao lại chạy lên giường của tôi? Cô muốn làm gì tôi? Sao mặt dày là một ưu điểm của sở phong? Hắn rất bình tĩnh và chất vấn. Cô gái xinh đẹp sau khi nghe thấy lời này, hai hàng lông mày hơi nhíu, bản thân lại bị suy nghĩ kỳ lạ như vậy sao? Tự nhiên là bị người ta quở trách. Cô gái có chút hoang mang, nhưng cô vẫn nhịn xuống tính tình, không có phát tác. Cô cứ chờ ở đây đi, tôi cần yên lặng một chút. Sở phong vội vội vàng vàng chạy xuống tầng dưới, sống đến sàn phòng của Hoàng Ngưu. Còn trâu kia, mày đã làm cái gì? Hoàng Ngưu còn đang giận dỗi hắn đây. Sau khi nhìn thấy hắn, lại cảm thấy tức giận nhưng cuối cùng nó nghĩ nghĩ, dù sao sở phong vẫn đang đuổi nó ăn ở mà. Tại sao trong phòng của tao lại tự nhiên có thêm một cô gái? Lẽ nào mày lại muốn hiếu kính tao à? Hoàng ngực quyết đoán dựng thẳng một móng lên, đứng tại chỗ to vẻ khinh bỉ. Cuối cùng sở phòng cũng biết rõ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Buổi chiều sau khi Hoàng Ngưu đi ra vườn trái cây tính chôn bảo tăng của nó, khi trở về, lại phát hiện một cô gái cứ đi loanh quanh ở chỗ này, lại còn là một dị nhân nó cảm thấy người này có khả năng muốn gây phiền phức cho sở phong bởi vì nó thấy cô gái kia cuối cùng đi tới phía sân nhà của sở phòng đấy chính vì thế nó không nói hai lời lặng yên đến gần rồi vọt tới sau lưng cô gái dùng hai móng của mình nhanh chóng đánh ngất cô ta mày thật đúng là không biết suy nghĩ sở phong tức giận nghiến răng hoàng cựu oán thầm người còn giết cả một mỹ nữ đấy thôi lùng ăn thịt xiên nó đã biết chuyện sở phong gặp phải trên thị trấn sau đó mày cứ thế đem cô gái kia ném vào phòng của tao à? Sở Phong hỏi. Hoàng Ngưu hiếm khi lộ ra một vẻ mặt ngượng ngùng. Trên thực tế, sau đó nó lại phát hiện còn có vài dị nhân khác xuất hiện. Họ là muốn ở tạm lại trấn thành giường mấy ngày. Nó cũng hiểu đây là mình lo xa quá rồi. Lần này là nó vô duyên vô cớ lại tùng ám chiêu với cô gái kia. Mày gây rắc rối rồi lại còn vứt lên trên giường của tao. Sở Phong trừng mắt nhìn về phía của nó, người với người càng dễ nói chuyện hơn. Hoàng Ngư viết một hàng chữ như vậy, sau đó duỗi móng, chỉ về cửa phòng của mình, ra hiệu sở phòng có thể đi rồi, nhanh chóng đuổi người. Cuối cùng sở phòng bất đắc dĩ trở về phòng, lại nhìn thấy cô gái mỹ lệ đột nhiên xuất hiện này, thật sự cảm thấy vẫn còn kinh diễm. Lúc này cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đã hoàn toàn thích ứng với hoàn cảnh xung quanh, vô cùng bình tĩnh đứng ở trước cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời. Sở phong thật không biết nên giải thích thế nào với cô ta, chẳng lẽ nói đã cô bị một con trâu đánh ngất ai mà tin nổi cơ chứ hắn cũng không thể thật sự đem hoàng ngưu luôn tự cho mình là giỏi đó đến đây nếu chuyện này truyền ra ngoài chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra nơi này của anh có cái gì ăn được không cô gái xinh đẹp hỏi sợ phong kinh ngạc chuyện này so với hắn tưởng tượng không giống nhau người ta căn bản không có ý khởi binh hỏi tội hắn từ thái rất thong dong thậm chí còn hỏi hắn có đồ ăn không kia mà có ở trong nhà có một chút. Sở Phong nói, bên ngoài kia vẫn còn mấy riêng thịt mà hắn đã mua. Cô gái lộ ra một nụ cười yếu ớt, lập tức vui vẻ hẳn lên. So với trước đó càng thêm xinh đẹp nói, anh không phải dị nhân sao? Đúng thế, Sở Phong gật đầu. Đánh lén tôi là một con dị thú. Trước khi ngất đi, tôi có cảm giác được nó cực kỳ mạnh, rất nguy hiểm. Cô gái nói như vậy cũng khiến Sở Phong yên tâm. Tôi thiểu hắn hiểu cô ta không có ý vu vạ trên đầu hắn. Anh nuôi một con dị thú sao? Cô gái nhẹ giọng hỏi, kết hợp với một nụ cười dịu dàng, cái miệng hơi vảnh lên, muốn quan sát phản ứng của hắn. Không thể nào. Sợ phong kiên quyết phủ nhận. Lúc đang nói chuyện, bọn họ đã đi tới trong sân. Cô gái nhíu nhíu mày, rõ ràng rất không quen việc phải ăn loại đồ ăn vỉa hè như thế này. Nhưng có vẻ cô ta đang rất đói. Cuối cùng vẫn cầm lên một xiên thịt. Sang vẻ cô ta ăn rất thành tú, cũng rất ưu nhã, kể cả là đang ăn một xiên thịt dê rẻ tiền cũng như vậy sợ phòng đoán cô gái này nhất định là xuất thân trong gia đình không bình thường loáng thoáng có thể thấy được trên người cô ta từ đầu tới cuối luôn duy trì một loại quỳ củ lễ nghi nào đó sau khi ăn qua loa mấy xiên thịt cô gái lại lấy bộ đàm ra hơi hơi nhớ mày sau đó liền bắt đầu không ngừng gửi tin đi được rồi cũng đã đến lúc tôi phải đi biến mất thời gian dài như vậy bọn họ chắc chắn rất gấp gáp sau này tôi sẽ tìm con dị thú kia tính sổ sau. Cô gái vừa nói xong, vậy mà lại bay lên trời. Sau lưng xuất hiện một đôi cánh ánh sáng. Xung quanh cô ta xuất hiện một vầng hào quang trắng như tuyết. Cô gái đứng ở giữa không trung, nhìn giống như là một vị thần dáng thế, xuất trần mà tào nhã. Mái tóc buông xuống nơi cần cổ trắng như tuyết, bị gió thổi tung lên. Đôi mắt sáng và có thần, một bộ áo trắng quần trắng, càng có vẻ không nhiễm bụi trần, khiến cho người ta sinh ra một loại ảo giác cô gái này không phải là người phàm trần. Chờ một chút, sợ phong hô lên. Cô gái trẻ quay đầu nhìn lại, vốn dĩ khuôn mặt của cô ta đầy dị thường mỹ lệ. Bây giờ lại thêm chút thánh khiết nữa, khẽ mỉm cười, cả người cứ như toát ra hào quang thần bí, mà hoa vào nhu hòa ở giữa không trung. Sao vậy? Cô khẽ nói nhỏ. Cái này cô cầm đi. Sợ phong ném một chiếc lọ lên trên không trung. Đây là cái gì? Cô gái có chút khó hiểu sau khi bắt được chiếc lọ, khuôn mặt đẹp đã hiện lên vẻ ngờ vực. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Chiếc cành ánh sáng trắng như tuyết ở sau lưng toát ra ánh sáng thần thánh. Thuốc tiêu chảy. Sở phòng nói to. Cô gái xinh đẹp sau khi nghe xong, thân thể thoáng run lên. Dù cho tướng mạo vẫn vô cùng thoải mái, nhưng trong mắt bây giờ cũng không khỏi đổ ra một chút hùng quang. Cô gái không tiếp tục để ý tới sở phong, nhanh chóng vận động đôi cánh ánh sáng bay lên trời cao. Đừng có mà làm rơi đấy, nhớ cầm cho cẩn thận. Sở phong ở phía sau là lớn. Giữa không trung, cô gái kia hơi dừng lại một chút, nhìn rất được cụ đằng rất cố gắng khắc chế cái gì đó, sau đó trong nháy mắt liền biến mất. Sau đó không đầu, xung quanh cô gái tập hợp thêm một vài dị nhân khác. Cảm ơn rời đất, chúng tôi vẫn luôn cố gắng nhưng mãi không thể liên lạc được với ngài. Chúng tôi còn cho rằng ngài đã bị mấy sinh vật thiên thần bố trí mai phục, hợp lực phục kích. Cuối cùng thì ngài cũng đã trở về. Mấy người ở xung quanh thở phàm một hơi. Tối hôm nay, sợ phong ngủ rất say. Vừa nằm lên trên giường đang ngủ tiếp đi. Một đêm ngủ quá ngon. Còn hoàng ngưu thì sắc mặt rất khó coi. Một đêm đi tới, đi đùi ba bốn lần. Tức tới ngứa cả răng, thở phi phi. Muốn lập tức xông vào phòng của sợ phong. Mấy móng phút, phóng ra. Thế nhưng nó lại sợ quấy rầy đến tên kia, sau đó lại bị hắn cười nhạo. Sau khi đi ra ngoài tới lần thứ năm, Hoàng Cưu thật sự chịu không nổi nữa, mặt cũng tái đi. Mà đây là vì thể trạng của nó thuộc loại cường tráng. Đổi thành người khác, phòng trưng chỉ cần ngồi một đêm ở bên ngoài mà không cần phải cực khổ chạy tới chạy lui. Dưới bóng trăng, nó giống như một tên trộm lèn vào phòng để đồ, lục tung mọi thứ lên. Cuối cùng cũng coi như tìm được một cái bình nhỏ giống như đúc cái kia. Nó mở bình ra, hầm hừ uống hơn nửa bình thuốc lập tức cảm nhận được hiệu quả của thuốc. Nó cuối cùng cũng không cần chạy tới chạy đuôi nữa rồi, nhảy lên giường, nằm thành chữ X, bắt đầu ngủ. Sáng sớm sở phong vào hoàng cưu, cơ cư hồ đã thức dậy cùng một túc, đứng ở trong viện, mặt nhìn hướng phía đông, thực hiện một phương pháp hô hấp rất đặc biệt. Sở phong cảm thấy phương pháp hô hấp này có hiệu quả cực kỳ rõ rệt, đặc biệt là khi hít thở không khí ấm áp của ánh bình minh, càng người sảng khoái, toàn thân giống như đã đang có dòng nước ấm chạy qua. Sau đó, hắn cảm giác được bản thân giống như đang ngồi trong một đò lửa lớn, thân thể nóng hầm hập, lỗ chân lồng giãn ra, giống như đang lột xác, được rửa sạch từ trong ra ngoài. Quả nhiên khi mở mắt ra, hắn lại thấy được cảnh tượng đặc biệt kia. Trên thân thể giống như đang được khoác một tầng lụa mỏng màu vàng nhạt rất chân thực. Sau khi phương pháp kết thúc, nó lại thu về thân thể của hắn. Hoàng Ngưu đứng cây đó không xa, đang ước ao mà nhìn sở phong. Cái phương pháp hô hấp đặc biệt này được sở phong thực hiện tới trình độ cao nhất. Thời gian mới có bao lâu mà thể chất của hắn cũng được thay đổi rồi sao? Đây là một loại tiến hóa. Phương pháp này tạo nên một hiệu quả cực kỳ lớn, chảy vuốt máu thịt, điều chỉnh lại tất cả các chỉ số sinh mệnh của hắn, làm thể chất của hắn được tăng cường một cách nhanh chóng. Hoàng Ngốc càng ngày càng tin chắc rằng cánh hoa mà sở phong thấy được không phải là một cánh hoa bình thường, nó chắc chắn là một chất xúc tác thuộc hàng cao cấp có tác dụng phi thường ở thời gian mấu chốt. Có điều tính thời gian thì hiệu quả có lẽ cũng sắp hết rồi, bởi vì dù đã bất kỳ vật chất nào đều có thời hạn sử dụng riêng của mình. Nghĩ tới phân hoa, chất xúc tác, Hoàng Ngưu thấy trong lòng nóng hừng hực, vội chạy tới bên vườn hoa mà nhìn. Nhưng đáng tiếc là ba viên hạt giống vẫn không có chút động tĩnh nào. Nhưng mà trong lòng nó vẫn còn mang chút hy vọng, dù sao mấy viên hạt giống này cũng được đem về từ núi Cồn Đôn, dựa theo những việc nó biết được thì chỗ kia không phải là chỗ bình thường mù Hoàng ngưu gầm nhảm một tiếng lập tức vọt tới chỗ sở phong nhất định phải trả mối thù bị đau bụng tiêu chảy tối hôm qua con nghe chết tiệt mày đánh thật đấy à sở phong sợ hết hồn hết vía vội vàng nhảy lên tránh thoát sự tấn công của con nghe khỏe mạnh kia sau đó hắn lập tức phản kích trả lại cho nó quyền ấn thức thứ nhất cuối cùng sở phong cũng quyết định chạy đền đặt trên hết hào hắn không sợ thua thiệt trước mắt hắn cảm giác được con nghé ngốc này đang hơn dỗi nó đang hận không thể đem sâu thịt dê còn lại nhét vào mồm của hắn sợ phong đi tới xưởng đúc vũ khí lạnh của triệu tam gia. lần này hắn cần một lưỡi dao bởi vì hắn phát hiện sức mạnh hiện tại của bản thân hình như càng ngày càng mạnh vùng tay một cái thành đoàn kiếm màu đen bay ra ngoài hiệu quả càng làm cho người ta khiếp sợ hơn cả cung tên sợ phong nói sợ được hiệu quả mà hắn cần Triệu Tam gia biểu thị không thành vấn đề, ông có thể làm một đống phi đào cho hắn. Tiểu sợ, cậu thích mấy thứ này lắm sao? Triệu Tam gia hỏi, vóc người của ông khá là cao to, một đầu tóc ngắn, cả người hiện lên khí thế kiên cường tràn đầy tinh thần. Có chút thích, trước đây thì cảm giác cùng tên vẫn ổn, nhưng giờ xem lại thì khi bắn ra nó lại không mạnh mẽ với nhanh gọn bằng phi đao. Vậy thì cậu sai rồi. Một cung tên chân chính có sức mạnh rất lớn, nhưng mà bây giờ vài loại cung tên bị thất truyền rồi. triệu tam gia có chút bùi ngùi thời đại phát triển mà thôi, đây là điều không có cách nào thay đổi được. hơn nữa cung tên có mạnh thì cũng không mạnh bằng súng đạn. sở phong nói tiếp chưa chắc đâu. triệu tam gia lắc lắc đầu sở phong kinh ngạc hắn biết tay nghề của triệu tam gia đã tay nghề tổ truyền Sự đúc vũ khí lạnh này của ông vô cùng có danh tiếng người ở khắp nơi đều vì ngưỡng mộ danh tiếng ở đây mà tới nghe nói rằng tổ tiên của ông ở cổ đại từng đúc được thần bình lợi khí. Chỉ là không biết những bình khí cổ xưa kia so với công nghệ bây giờ thì có còn sắc bén nữa hay không. Ở thời cổ đại, có phải loại bình khí có linh, tỉ như là cung, thứ được bắn ra không phải là mũi tên thông thường mà còn có một loại sức mạnh thần bí nào đấy, có lực sát thương cực kỳ lớn. Triệu Tam Giang nói như thế, trong mấy quyển sách cổ của gia tộc ông ta có ghi chép về những thứ này. Sở phong nghe xong thì kinh ngạc. Loại cung kia rất thần kỳ, nhưng mà người bình thường không kéo được nó. Nghe nói, chỉ những đạo đạo sĩ hay hòa thượng trên trăm tuổi mới có thể miễn cưỡng kéo dây cung. Sao lại mơ hồ như thế? Thế có nghĩa là tuổi càng cao thì càng bắn được cung sao? Sở phong khó hiểu hỏi. Nói tới thì nó cũng đâu rồi, gần như trở thành truyền thuyết. Có thể nghe nói ở thời cổ đại, có một vài đạo đạo sĩ hay cao tăng, sau khi chết, thân thể sẽ không bao giờ hư thối, mà lại sản sinh ra một mùi hương thơm ngát. Nghe nói là vì thân thể bọn họ không bình thường, khi còn sống thì có sức lực vô cùng lớn, có thể xem là xác thịt thành tiên trong truyền thuyết, và cũng chỉ có những nhân tài như thế mới có thể kéo được cây cung mà tổ tiên của tôi đã đúc được thôi. Triệu Tam Gia trên mặt có một luồng hào quang, ông dường như chất hướng tới thời đại mà có thể chế tạo được một cây cung thần thoại kia. Dựa theo lời ông nói, thì chỉ cần bắn một tên là có thể bắn sụp cửa thành. Tam gia, tỉnh, tỉnh, hồi hôn nào?" Sở Phong cười nói, đưa tay ra quờ quờ trước mặt ông, bởi vì sau khi Triệu Tam gia nói xong thì hôn cũng phải đi đầu luôn rồi. "Con thỏ nhỏ chết bầm này, cậu còn dám chế nhạo tôi à? Tôi nói cho cậu biết, đừng có mà không tin, trên đời này thật sự có cây cùng như thế đấy." Mặt da của Triệu Tam gia có chút đỏ, nhưng cũng không nhịn được mà khẳng định lại. Đây là chuyện xưa của mấy ngàn năm trước, Tam gia. Bây giờ thời đại phát minh rồi đấy, Sở phòng cũng không đồng ý lắm. Cho dù thật sự là có, nhưng ai có thể thấy nó chứ? Không biết đã sớm bị chôn ở chỗ nào rồi. Tôi từng gặp rồi." Triệu Tam gia la lên, tính tình của ông rất cứng, có thể xem là một ông lão cứng đầu, mặc dù là nói giỡn với người quen nhưng cũng có lúc rất thẳng thắn. "Tam gia, có thật sao? Lấy tôi xem với." Con mắt của sở phong lúc này cũng sáng bừng lên. Nếu thật sự có một cây cung thần bí như thế thật, thì thật sự muốn mượn một chút, đi tới đối Thái Hành thử uy lực của nó. Mặc xác mấy tên kia là vũ trang trực thăng, dị nhân bay trên trời hay là thiên thần cánh bạc. Chọc giận hắn, thì một tên bắn rớt hết. Triệu Tam Giàn nói xong tiền hối hận, vội vắng lắc đầu xua tay. Liên tục nói không có, không có. Tam già, tôi còn lạ gì tính khí của ông? Ông nói có thì nhất định là có, cho tôi xem một chút thôi. Ánh mắt của sở phong cực kỳ nóng. Triệu tam gia nhìn xung quanh một cái, sau đó đóng lại cửa lớn cửa nhỏ, lúc này mới do dự mà nói. Thôi được rồi, cho cậu xem một chút cũng được. Sau đó, ông ta đi vào phòng ngủ, khó khăn rồi một cái hộp đá từ dưới giường ra. Hộp đá rất lớn cũng rất cũ, vừa nhìn cũng biết không phải là vật của cận đại. Nó rất nặng, dù triệu tam gia kéo nó trên đất thì cũng còn rất nặng. Bảo tồn bằng hộp đá à? Sở phong chợt kinh ngạc. Ừ, bởi vì tổ tiền tôi cảm thấy trồn nhiều nằm dưới đất mà dùng hộp gỗ thì nó cũng sẽ bị nát mất. Cho dù sau này có lấy ra, nhưng mà bọn họ vẫn cảm thấy hộp đá đáng tin hơn nên cứ để trong đây. Sở phong hiểu rõ, có một khoảng thời gian thế đạo không ổn, đúng là cần phải phòng bị kỹ càng. Hộp đá được mở ra, lộ ra một cây cung cực lớn. Cây cung này dài tầm 1m50, có màu nâu, màu sắc có chút ảm đạm không có chút lộng lẫy rực rỡ nào tạo cho người ta một cảm giác nằm tháng dài lâu cả cây cung này cũng lộ ra một ít vị cổ điển lại tang thương có sự lắng động của tháng năm nhìn qua cũng đã chắc chắn không phải là vật tầm thường sở phong cầm lên thử lập tức kinh ngạc chất liệu của cây cung này rất đặc biệt nặng vô cùng nếu là người bình thường hơn phần đời chắc chắn sẽ không cầm nổi nó bởi vì nó tối thiểu cũng hơn 100 cân cho dù là kim loại cũng không thể nặng như vậy được có điều đối với hắn thì cũng là sức nặng nhiều đây, cũng không tính là gì. Tiểu sở à, đừng có mà lộn xộn, nó nặng lắm đấy. Triệu tam gia nhắc nhở tiếp. Nhưng mà sở phòng cứ ung dung mà đám đó bằng một tay, đưa lên, làm thành một hình dáng giống như muốn bắn tên. Triệu tam gia ngạc nhiên, cây cung nặng như thế mà sở phong có thể cầm lên dễ dàng như vậy. Hơn nữa nhìn cũng rất thoải mái, không có chút cố sức nào. Tiểu sở, cộng hạnh thật đấy tại sao lại không có dây cung chứ? Triệu Tam gia thở dài, dây cung cũng đã bị phá hủy từ lâu rồi. Cây cung lớn này chỉ còn lại có một thân cung thôi. Nối lại dây cung khác không được sao? Sợ Phong kinh ngạc hỏi. Do cậu không biết đây thôi, dây cung cũ của nó cũng là một truyền thuyết riêng biệt. Nghe đồn rằng dây cung này làm bằng gân của rồng. Nếu dùng loại dây cung không xứng với thân cung thì sẽ không thể phát huy được sức mạnh của nó đâu. Triệu Tam gia giải thích tiếp. Sở Phong rõ ràng là không tin. Trên đời này làm gì có thứ gọi là gân rồng? Triệu Tam Gia cũng gật đầu nói. Có lẽ là gân của một loài quái thú nào đấy. Tam Gia, cho tôi mượn cây cung này mấy ngày đi. Tôi giúp tìm ông loại gân thú thích hợp để mà giúp cây cung này tái hiện phòng thái của nó. Giọng nói của Sở Phong có chút hưng phấn. Cây cung này để chỗ tôi xác thực là không có ý nghĩa gì. Cho cậu mượn cũng không sao. Nhưng cậu không có khả năng kéo được nó đâu. Triệu tham gia trả lời. Nhưng mà dưới con mắt trợn tròn của ông, hai tay của sở phong nắm hai đầu của cây cung dùng sức mà bẻ cong nó Chuyện gì thế này? Triệu tham gia khiếp sợ, bởi vì ông biết cây cung này cứng thế nào. Lúc trước có bảy tám tên đô con hợp sức lại, cũng không thể làm nó cong lại. Nhưng mà sở phong lại càng khiếp sợ hơn nữa. Theo lực của hắn, cây cung này chuyển ra âm thanh của hổ báo, tiếng trống của trâu, tiếng hót to lớn của loài chim, cực kỳ là yêu tà cuối cùng có một tiếng sấm rền vang âm thanh không hề nhỏ làm người ta sợ hãi đấy tiểu sợ cậu cậu đúng là quái vật triệu tam gia cực kỳ chấn động ông ngất ngây mà lôi kéo sở phong nói một hồi nói đến cuối cùng ông cũng không biết mình đang nói cái gì nữa một lát sau sở phong chào tạm biệt triệu tam gia đi về nhà mình hoàng âu dừng lại chúng ta đừng đánh nữa mày xem tao đem cái gì về này là một bảo bối đấy sở phong vội vàng cản con ghé ngốc nhà mình lại không muốn tiếp tục đánh với nó. Con mắt của Hoàng Ngưu nhìn chằm chằm vào cây cung. Khi nó thử ép cong cây cung, quả nhiên cũng nghe được tiếng gầm của thú, tiếng hót của chim, cuối cùng là tiếng ầm vang của sấm chớp. Cây cung này tên là gì? Nó viết chữ lên trên đất mà hỏi. Triệu Tam Tàn nói cây cung này gọi là Đại Lôi Âm Cung, nhưng dây cung của nó đã hư rồi. Nghe nói dây cung này năm đó được luyện thành từ gân rồng. Sở Phong trả lời, đi săn rồng thôi hoàng ngư quyết đoán mà viết xuống ba chữ muốn lôi sở phong đi vào hồng hoang đại sơn nó hình như đặc biệt quan tâm đến cây cung này biểu hiện rất kỳ lạ chu toàn mau tới đây dẫn cậu đi săn rồng sở phong liên lạc với chu toàn qua điện thoại mang theo gã đi sẵn tiện mai rũa thêm cho gã từ từ đã tôi nghe nói trái cây thần bí trong ngọn núi ngày mai chắc chắn sẽ chín hiện tại thì mau nghỉ ngơi mà dưỡng sức đi chu toàn trả lời đừng có nói nhảm nữa đi nhanh lên Sở Phong la lớn lên. Nếu ngày mai thật sự có đại chiến, thì vừa vặn thừa dịp đi tìm dây cung nối lại cho cây cung này để nó trở về phong thái khi xưa. Chu Toàn lề ma lề mê, sáng vẻ rất do dự, nhưng cuối cùng cũng đồng ý quyết định đi theo Sở Phong lên núi. Chủ yếu là sự cố lần trước để lại bóng ma tâm lý quá lớn trong lòng hắn ta. Đầu tiên là bị một đám hùng cầm quái thú truy sát, suýt chút nữa thì bị dọa bay hồn bay phách. Sau đó lại tận mắt nhìn thấy Sở Phong và một đám ngoan nhân cầm súng phóng tên lửa chém giết lẫn nhau kinh tầm động phách Trường cảnh lúc đó khiến cho hắn ta rét run cả người tốc độ của sở phong và hoàng ngưu khá nhanh đi tới huyện thành đón hắn ta chu toàn đến chậm nhưng cũng kiên trì tới còn cách rất xa thì đã thả chậm bước chân sở phong có chút ngẩn người sau đó nhịn không được có chút vui vẻ chu toàn đều một đầu tóc xoăn tóc vừa dày vừa dài chảy ngược ra phía sau chỉ trượt lại phần sừng phần đầu lộ ra lại lớn gấp đôi so với lúc trước, kiểu tóc rất bá đạo. Sợ phong thực sự không thể tìm được từ ngữ nào để và tán dương kiểu tóc của hắn. Đồng thời mấy ngày không gặp, chú toàn gầy hơn nhiều, dáng vẻ béo út, ục ịch trước đó đã không thấy, bộ dạng của hắn lúc này phải nói là gầy gò hơn rất rất nhiều. Sau này cũng không thể gọi cậu là mập mạp nữa rồi, gọi là chu gầy thì thích hợp hơn. Dáng vẻ của cậu bây giờ cũng quá thon thả, đừng nói là. Ngày nào cậu cũng uống thuốc giảm cân đấy nha. Sở Phong cười cười nói. Hoàng Ngưu cũng có chút ngẩn người. Bởi vì dáng vẻ của Chu Toàn mà nó nhìn thấy bây giờ, so với lần đầu tiên gặp mặt quá khác biệt, cứ như hai người khác nhau, từ Phật Di lặc trực tiếp hạ thấp xuống thành bài cốt tinh. Chu Toàn phận uất chỉ chỉ sừng trâu trên đầu của mình. Bao nhiêu tinh hoa đều bị nó hấp thu. Nếu tiếp tục như vậy nữa, tôi sẽ dùng cưa. Chịu cắt bỏ đi đấy. Sừng thuốc trên đầu của hắn ta lại trở nên thô to hơn không ít, mang theo một cỗ khí tức mạ hoang. Lục trường hắn ta còn gọi Hoàng Ngưu là Ngưu Ma Vương, bây giờ bản thân của hắn ta còn giống hơn đấy. Sợ phong buồn cười nhìn vào hắn ta. Hoàng Ngưu thì đi tới sở sở lên rừng của hắn ta, hát to mồm ngoác ra mà cười. Cũng không có xem thường, mà ngược lại còn rất thân thiện, vỗ vỗ vai của hắn ta. Mày có ý gì thế hả? Chu Toàn trừng mắt đề phòng. Toàn thân của hắn ta không được tự nhiên, con trâu mập này chưa tương đối xử tốt với hắn ta, lục trường vừa nhìn thấy liền kiếm chuyện, sao bây giờ lại đổi tính rồi? trở nên đẹp hơn. hoàng cư viết chữ lên trên mặt đất, chuyện này cũng hiệp gặp, bởi vì nó chưa khen ai bao giờ. sau khi chu toàn thấy được, trong lòng thoải mái, ngẩng đầu lên, lòng tin tăng gấp bội. không phải chỉ mọc ra một cặp sừng thú thôi sao? thật ra vẫn rất đẹp trai, không đúng sao? ngay cả con trâu này cũng khen ngợi hắn ta hoàng ngưu lại bồi thêm một câu trong ngưu đầu nhân thì có thể xếp hạng là hàng thượng đẳng chú thích ngưu đầu nhân tức là chỉ người đầu trâu ngưu ma vương ông nội nhà mày tao muốn thịt may chu toàn lớn tiếng nói hắn ta nổi giận nói càng đường ngay hoa trả ý của hoàng ngưu là muốn nói hắn ta càng ngay càng giống ngưu đầu nhân đúng là tức chết hắn ta mà trên đường đi tiếng quát lớn của chu toàn tiếng kiểu đau đớn hoa quyện với tiếng bò bò của hoàng ngưu vang lên không dứt Suốt cuộc tìm một lần nữa tới gần núi Hồng Hoang rồi. Vừa bước vào cửa núi, đập ngay vào mắt là một mảnh rừng rậm nguyên thủy man hoang. Chu Toàn hơi run lên. Ấn tượng của lần trước quá sâu sắc. Các loại quái thú dọa hắn ta, suy chút nữa là hồn phi phách tán. Rất nhiều ngày sau đó, hắn ta đều ngủ mơ thấy ác mộng. Tôi nói này, chúng ta đi chậm một chút đi. Hắn ta nhỏ giọng lầm bẩm muốn dần dần thích ứng một chút. Nhưng mà hắn ta vừa dứt lời, liền nhảy dựng lên, dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào bên trong, không dám dừng lại chút nào. Bởi vì ngay phía sau của hắn ta, một con nhện lớn cao hơn 3 mét từ giữa không trùng trời xuống, sau đó đuổi sát sau mông của hắn ta. Tôi đúng là số khổ mà, lại bắt đầu rồi. Chú Toàn kêu lên thảm thiết. Nhớ lại trải nghiệm của lần trước, đến bây giờ trong lòng của hắn ta còn cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà hắn ta biết, trải nghiệm nhiều một chút, rèn luyện bản thân trong nguy hiểm mới có thể sống sót trong tương lai sở Phong đã nói cho hắn ta biết trong cả nước bây giờ xã thú khắp nơi các loại mạnh cầm đều đang dị biến số lượng còn nhiều hơn cả dị nhân nhưng đa phần đều đang ngủ đông nói không chừng một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện bên trong núi rừng nguyên thủy lâm lá rụng dày không biết bao nhiêu thước đa số đều đã mục nát và trở thành chất dinh dưỡng cho đất những sợi dây leo còn thô to hơn cả vạc nước những cây đại thụ tán lá che khuất bầu trời thân cảnh thô to giống như một cái ô lớn chống trời bên trong cánh rừng cổ thụ liên miên chướng khí nồng đậm với thể chất của người bình thường chắc chắn sau khi vào đây thì sẽ không chịu đựng nổi sự tàn phá của hoàn cảnh ác liệt trong này giữa không trung sương bố bốc lên cao như sắp che khuất cả mặt trời rồi thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những con hùng cầm to lớn bay qua trên không trung giống như là đám mây lớn cảnh tượng rất dọa người đồng thời bốn phía tiếng thú gào không ngừng vang lên lại tới đây tự nhiên là tiến vào một phương khác thế giới, cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Lần này muốn đi săn rồng à? Chú Toàn có chút không thể tin được, thế gian này thật là có rồng hay sao? Sở phong cũng đang hoài nghi, sâu trong núi lớn, thật sự có rồng đang ngủ đông à? Hai người bọn họ có địch lại nổi không đây? Phải làm thế nào mà có thể đối kháng với loại sinh vật trong truyền thuyết kia được? Hoàng Ngưu gật đầu, bày tỏ sự khẳng định đồng thời thân sắc của đó cũng rất trịnh trọng, nhắc nhở sở phong phải cẩn thận, lần này ngàn vạn lần không thể khinh thường. Ý của mày là, bảo tao đi săn rồng một mình à? Sở phong trưởng to trồi mắt. Đương nhiên, Hoàng Ngưu viết xuống hai chữ này. Ta cảm thấy con trông này chính là một kẻ chuyên lừa gạt đấy, đừng có nghe lời nó. chu toàn nói, Hoàng Ngưu liếc xéo, không có bảo ý nhìn chăm chăm vào hắn ta. Sau đó ra hiệu, ý bảo đắc nữa phải rèn luyện cho hắn ta thật tốt mới được. Chú Toàn giật nảy cả mình, dùng mình một cái, lập tức ngậm miệng lại, cũng không dám lại thêm nhiều lời. Lần trước, chính là Hoàng Ngưu đã chọc giận quái thú, từ đó rèn luyện hắn. Trong núi càng ngày càng dốc, trông rất hoang sơ, ngẫu nhiên còn phải trèo qua vách núi. Hiện nhân bọn họ đang vượt qua dãy núi này đến khu vực khác. Có lúc bọn họ còn đi qua một con đầm lầy, cuối cùng cũng sắp đến nơi, Hoàng Ngưu bước chân dần dần chậm lại. Phía trước đại thụ thừa thớt, mặt đất khô cứng, nhiều đống loạn thạch có tràn ngập sát khí. Khối khu vực này rõ ràng khác biệt để cho người ta cảm thấy nguy hiểm. Trường khi lượn lờ, ngẫu nhiên có hùng thú ngang qua nơi này. Lục giống như là rất sợ hãi, lục không muốn ở lâu, kinh hoàng đào tẩu. Đối với nơi này vô cùng kiên kỵ. Đến rồi. Hoàng cưu ra hiệu. Phía trước có một chỗ đầm nước. Mà lại tại đầm này. Cánh rừng bên trong. Thì có một khối trống trải khu vực. Sơn trắng rải ra khắp nơi trông giống như là một con bồi bị sinh vật nào đó ăn hết sừng thú bị nó vứt lung tung sâu trong gò đất trường khí càng đậm hơn khi đi tới nơi đây chưa thấy con cự thú nào sợ phong cảm thấy sát khí nồng đậm đập vào mặt nơi này vô cùng kinh khiếp hoàng ngưu không đi lựa kéo chu toàn rút lui để sợ phong đi qua đó một mình sợ phong hít một hơi thật sâu nhanh chân bước vào bên trong rừng đá đi tới gò đất kia ở phía sau chu toàn khẩn trương đến quên cả thở nhìn chằm chằm nơi đó. Nơi này thật sự có một con rồng sao? Trường khi bị gió thổi tàn đi một chút, lúc này lông tóc chu toàn dựng ngược, suy được kêu to lên thành tiếng. Hắn thấy được trong sương mù, ở phía trước, có một đôi mắt lớn bằng cái đèn lồng, đang lạnh lẽo nhìn chăm chăm sở phong. Giờ khắc này, xa gà trên người sở phong đã nổi hết cả lên. Hắn thấy được một con quái vật khổng lồ. kia là một con cự thú cao chừng 10 mét, đứng bên trong sương mù toàn thân là lớp vảy màu bạc dày đặc mang theo khí thức hung ác nghiêng trời lệch đất nó đang cúi đầu nhìn xuống một đôi mắt đang mang theo ánh sáng bạc vô cùng khiếp người lớn bằng cái chậu nước chỉ trong chớp mắt con cự thú này liền bạo phát rồng tới với tốc độ cực nhanh mang theo sát ý vô cùng kinh khủng mặt đất đều bởi vì nó cất bước mà rùng động sợ phòng tránh đi né ra ngoài rầm rầm nó đập thẳng vào một đống đá vụn khiến chúng tàn nát khủng lòng bạo chúa Sở phong rốt cuộc thấy rõ còn cự thú, hình thể của nó giống khủng long bạo chúa như đúc, nhưng mà màu bạc cào tới 10 mét, vô cùng to lớn, lớp vải trên người sáng loáng. Dầm! Con khủng long bạo chúa màu bạc vùng đuổi đánh tới nó, vô cùng hùng hãn. Mặc dù cơ thể to lớn, nhưng lại chẳng hề vụng về chậm chạp, mang theo một luồng gió đáng sợ. Sở phong nhanh chóng né đi, cái đuôi của nó quất thẳng vào giữa rừng đá, khiến cho đống đá vụn bị sụp đổ, đá vụn bắn ra bốn phía con khủng long bạo chúa màu bạc rống to tiếng gào chấn động cả một vùng đây chính là rồng mà hoàng ngự nói sở phòng có chút kinh hãi đây không phải khủng long sao nhưng mà nó rõ khác hẳn với những loại khủng long hắn đã được học khẩu người lớn hơn rất nhiều đây chính là rồng mà mày nói đấy à ở nơi xa giọng nói của chu toan đã trở nên run rẩy dù đã ở xa thế này nhưng hắn ta vẫn có thể cảm giác được con rồng kia kinh khủng vô cùng hơn xa những quái thú mà trước kia hắn ta đã trông thấy lớp vải bầu bạc kia đang phát sáng dù là đá cứng rắn đến đâu cũng không thể mai mòn sạt kính ngập trời đây là thứ mà con người có thể đối kháng sao người đứng trước mặt nó quá nhỏ bé căn bản không đánh nổi trong gò đất của khu rừng đá sợ phong cùng con khủng long bạo chúa màu bạc bắt đầu cuộc đại chiến hắn chủ động xuất khích lợi dụng tốc độ siêu nhiên vọt tới một bên dùng hết lực lượng lớn nhất đánh bột quyền về phía khủng long bạo chúa tiếng vàng dị thường điếc tai lớp vải màu bạc trên thân khủng long bạo chúa còn cứng rắn hơn cả sắt thép khi đánh lên trên đó thì phát ra tiếng kim loại rùng rùng đáng sợ trong lòng của sở phong căng thẳng đây là một con quái vật nhục thân cứng cỏi rất khó phá vỡ lớp vải bạc của nó chứ đừng nói chi là đánh giết nó sau khi hắn phát hiện có điều dị thường con khủng long bạo chúa này hít thở rất quái lạ trong lúc hắn tiến công thở dốc rất đặc biệt nó biết phương pháp hô hấp sao? Sợ phong rung động, khó trách mạnh như vậy. Vừa rồi quyền ấn có thể đánh vỡ cả phản cần đá tảng đó, lệnh ở trên người của nó, giống như là đánh sắt đánh thép. Việc nó đang cố gắng chống cự lại, hình như có liên quan đến một loại phương pháp hô hấp nào đó. Trong lúc nhất thời, trong lòng sở phong đổi sóng chập trùng, một con khủng long bạo chúa, thế mà cũng hiểu được loại phương pháp này sao? Ánh mắt của hắn trở nên quái dị, cẩn thận quan sát nhìn ra được phương pháp hô hấp của con khủng long bạo chúa màu bạc này rất là đơn giản thô lậu không cách nào so sánh được với hoàng cưu sở dĩ nó mạnh như vậy là bởi vì cổ người của nó quá lớn trời sinh da dày thịt béo lớp vảy bạc kiên cố đây là ưu điểm bẩm sinh đây là lần đầu tiên sở phong nhìn thấy cự thú biết được phương pháp hô hấp hắn đã gặp phải phiền phức to rồi có điều việc khiến hắn cảm thấy yên tâm đôi chút là mặc dù khủng long bạo chúa màu bạc rất nhanh nhưng tốc độ vẫn không bằng hắn. Đồng thời quyền ấn của hắn cũng không phải là không có tác dụng. Việc không cần công kích cũng làm cho khủng long bạo chúa có cảm giác đau đớn, ánh mắt càng thêm hung hăng hơn. Đời xa xa, Hoàng Ngưu ra hiệu cho Chu Toàn có thể lên đường đi rèn luyện. Chu Toàn giật mình đói. Bỏ một mình cậu ấy ở đây có sao không? Đợi như bị con khủng long đó ăn thịt thì phải làm sao? Hoàng Ngưu không nói hai lời cúi đầu, dùng một đôi sừng trâu đâm vào mông của hắn ta chu toàn nhảy lên thật cao xoay người bỏ chạy bởi vì hắn ta nhìn thấy con trâu đó làm thật nếu không né tránh thì hậu quả khó mà lường được sau đó không lâu trong núi rừng xa xa tiếng kêu hoảng sợ của chu toàn vang lên hắn ta lâm vào trong nước sôi lửa bỏng cũng kinh động đến một ít quái thú hắn ta bắt đầu lịch luyện đấy nửa canh giờ sau khi chu toàn thoát khỏi một con rắn lớn hắn ta trở lại nơi đây nhìn thấy sở phong còn đang kịch chiến với khủng long bạo chúa sau một tiếng, chú Toàn đại tới. Hắn ta sức cùng lực kiệt, phun ra hỏa diệm đáng sợ, thiêu chết một con rơi dài hơn 6 mét. Không ngừng đuổi giết hắn ta từ nãy đến giờ. Bây giờ khẽ động cũng không muốn động. Chờ hắn ta kéo lấy thân thể mệt mỏi, đi tới bên ngoài bãi đá. Sở phòng vẫn còn đang chém giết với khủng long bạo chúa màu bạc. Có điều trên đâu đã đến thời kỳ cuối. Có thể nhìn thấy sở phòng cũng sức cùng lực kiệt, mồ hôi đầy người, quần áo rách tung tóe đều sắp hóa thành vải vụn rồi cùng long bạo chúa màu bạc thở dồn dập trong lỗ mũi phun ra luồng khí màu bạc có lực trung kích cường đại khiến cho đại thủ xung quanh đều đang lay động viên đã bày tán loạn nó muốn liều mạng bởi vì một số vảy bạc trên người của nó đã bị sở phòng đánh nát máu tươi chảy đầm đìa hai con mắt kiên đổi màu bạc bằng lãnh vô tình mang theo hương vị khát máu và tàn bạo lúc nó mở cái miệng lớn ra chẳng nành trắng như tuyết giống như những con dao nhọn có thể dễ dàng cắt đứt xương cốt của đối phương trông vô cùng sắc bén gào gào cuối cùng nó rống to một tiếng con khủng long bảo chúa này muốn liều mạng rồi hô hấp của nó rất cổ quái toàn thân đều đang rung động giống như là trong cơ thể đang có một luồng lực lượng thần bí đang bắn ra khiến cho sát khí của nó tăng vọt tuy rằng sở phong vô cùng mệt mỏi nhưng hắn bắt mình phải tập trung tinh thần vận dụng lực lượng mạnh nhất hơn nữa hắn đã nhắm mắt nắm bắt được quy mô hô hấp của khủng long bạo chúa. Hắn vọt lên, đại được ngưng ma quyền không ngừng bộc phát, lợi dụng tốc độ vô cùng nhanh đánh vào từng bộ phận trên cơ thể của khủng long bạo chúa. Hơn nữa, hắn cũng đang tiến hành phương pháp hô hấp đặc biệt của bản thân để loại quyền pháp này phát huy được sức mạnh kinh người. Phán đoán của hắn quả nhìn không hề sai. Quyền đánh lao đến, đánh vào lỗ mũi, yết hầu, bộ ngực, phân bụng của khủng long bạo chúa. Tiết tấu hô hấp của khủng long bạo chúa chợt rối loạn cuối cùng lớp vảy trên người quần đó bị đánh nát, không ngừng nứt ra, bảo bắn tung tóe đi. Giết được rồng rồi. Ở nơi xa xa, chu toàn hô to, hoàng ngưu cũng xuất hiện, tiến vào gõ đất trong rừng đá. Khủng long bảo chúa màu bạc ngã xuống đất, dãy dụng một lúc lâu. Nó quá nặng nề, bóc từ thi thể khổng lồ chảy ra thành một dòng sông nho nhỏ. Sợ phong ngồi ở trên thân thể nhưng ngọn núi nhỏ của khủng long bảo chúa, chẳng muốn động đậy gì nữa. Chỉ có thể há to miệng thở dốc khoe miệng của hắn cũng có máu đó là chỗ từng bị cây đuôi của khủng long bạo chúa quét trúng nhưng cũng còn may là thương thế không hề nặng sau cuộc ác chiến rốt cuộc giải quyết được con quái vật khổng lồ này có gần rồng trở về thì có thể sửa cùng đại lội âm rồi ngày mai Đi núi thái hành sơn thử xem nó có uy lực lớn đến cỡ nào sở phong thở hồn hển nói con khủng long bạo chúa to như ngọn núi kia đã ngã lăn trên mặt đất phải gai giữ tận đầy người trên thân của nó có không ít vết rách, mau tươi trào ra từ đó, còn quái vật khổng lồ này đã hoàn toàn mất mạng. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.